em cũng có mấy con nữa mà giờ chắc là hai mấy mới ra. Mày tính làm con không? Tao để tao đi giành chớp chứ ngựa. Mày đắt hơn á. Nếu mà mày giành là mày đắt hơn á. Không nói có ngày mới. Có ngày mới rồi. Ngày tao chạy. Ngày tao xuống giành chớp với ngựa. Giành ngựa. Chụp, không có đắt đâu. Hỏi anh coi giờ tháo cái này ra trồng hạnh vô thử coi. Xin chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với Buôn Tâm Vlog nha. Hôm nay mình lang thang ở Rạch Giá, dạo phố một vòng Rạch Giá. Cái gì các bạn theo dõi cái video mình đi lanh quanh thành phố Rạch Giá để tham quan ha. Hôm nay đi xe ngựa tham quan Rạch Giá nha. Đây đi cải ngựa nha. Ngựa này nhỏ quá không biết chở nổi không nè. Rồi leo lên cha. Ủa này ta cưỡi ngựa ba. Ngồi trước được mà. Được không? Được không anh? Được mà. Ngồi bên kia đi, ngồi sát bên kia đi. Cái bé hoàng cho. Đó. Ủa cưng quốc luôn á. Đó là cái biển nha. Rồi đi nha. Đó. Ngựa chạy, ngựa chạy. Ồ, biển đẹp không kìa. Xinh xách kìa. Rồi tới ngựa nó đang nằm mơ thấy ngựa mai trứng 52. 12 năm 2 trứng 2 à. Ngựa mình dồn trên đầu là ngựa nó kéo mờ để là mình dồn chốt. Không vậy là vừa tại lật nó cho 4 bánh xe chứ mà. Nó con ngựa nó chỉ mang hai cây sắt nhỏ này nó kéo thôi chứ nó đâu có nặng. Không, ngựa nó nặng không cưng. Đúng rồi. Ủa, lên cái nó đi ha, lên cái nó đi liền ha. Có mình em dây dây điều khiển nó đi chứ. Chứ chị Lâm này nó đâu có đi. Ờ biết rồi. Đó. Quay cả. Quay chim đi đó. Bắt quần nè. Lai chim mấy em cho. Ờ, ok. Lai chim rớt đi. Để đó tới lai chim đó nè. Hoàng hôn đâu? Để hoàng hôn kìa đẹp lắm kìa. Đẹp quá. Kêu chị đi giá này là đẹp. Đẹp không cưng? Đẹp. Rồi cho có ngừng lại cho ngủ nướng ăn cỏ giùm nha. Chạy mặt gì vậy? Gì cưng? Nó chạy một hai là gì à? Dạ thôi. Nè nè xí quá xí quá. Có cho nó dừng đi toilet không? có dừng có cưng dừng cho Tâm đi toilet. À đâu? Đâu cứ hồi mình đi mình quay hết. Hậu rùa đó. Đó, đồ. Ê, bút đồ, bút đồ. Mát mát đi gió biển, hứng gió biển. Mặc dù cũng tắm biển mà hứng gió biển không được. Người ta đang chữ quá. Bao? Quá ngọt xe hơi nãy không? Này giờ xinh xinh quá hả? Đó, căn này đẹp. Trời được rồi, chị hai chắc. Được nè, căn này đẹp nè. Căn này cũng ok ha. Này quá đẹp luôn, ok gì? Căn này cũng được. Căn này được á hai. Ê, vậy là mỗi năm về khi con về Rạch Giá ở thì ha. Được. Em
hứa luôn á xì. Em hứa luôn á xì. Phải, này phải ghi với cái hợp đồng của ảo 10 năm không lên được giá đấy. À, em hứa không về Sài Gòn luôn á xì. Mai ra công chứng sang tên đi xì. Trời ơi, ta đuổi ra kiểm nhà. Ê, sao tôi biết bao cô hạch? À, ngửa khô mày luôn á. Cây cũng được ha, cây này nè. Cây này được hai. Qua được. Nói chung căn này với căn nãy, căn nào thôi, căn này được hơn. Không, căn kia dắt biển. Nhưng mà căn ngoài thì cái căn nãy thì căn hồi nãy thì biển. Căn nãy nó thoáng. Căn nãy là người ta không có cho xây lầu, xây lầu. Bắt nha, để mai mốt ta lên đèn ta sửa lại. Không, tới lúc trời ơi, thôi em không có thích Tây Bắc, em nói thiệt luôn. Tới lúc mà em thích á, già rồi không còn hưởng thụ được nữa. Đây nhà phố kinh doanh. Nhà vừa ở vừa kinh doanh. Này là cái hồ nước nhân tạo để giảm nhiệt đó, giảm nhiệt đó. Làm hồ nước nhân tạo này mới làm đó ha. Không, này lâu rồi chị. Mới làm nè, cái hồ này mới. Không lâu rồi chứ hai, lâu rồi. Đúng rồi, mới làm. Hôm nay 3 giây nó mới vô. Đó là hồ nước nhân tạo mà nó có. Đó là hồ nước nhân tạo bên đó. 3 giây nó mới vô. Go live đúng không? Go live. Đẹp ha. Phối lịch giá không những nhìn sang trọng quá. Xe ngựa là một vòng như là bao nhiêu tiền? Một vòng như bao nhiêu tiền vậy chị hả? Dạ, 50 ngàn một người. 50 ngàn lớn. À, một vòng lớn là 50 ngàn người. Ở khu này buôn bán sầm uất nè. Cái nhà bên kia mới xây phải không chị Quyên? Đúng rồi, đúng rồi. Chiếc 2 năm trước em xuống nè, chưa thấy. Không, đó là trung tâm mua, vừa chung cư trên dưới trung tâm mua sắm á. Công ty định mua đây nè mà chưa chạy, chưa cho biết rằng. Đó Sophia Central. Sophie bên kia kìa. Anh à, quán cà phê bên đó đẹp lắm mình. Bự luôn. Giá lớn. Giống như chiếc phi thuyền vậy. Còn CTV nữa. Đi ăn CTV cũng biển hả? Đó, Phú Cường. Phú Cường, Phú Cường. Đây của Phú Cường mà. Của Phú Cường hết á. Phú Cường hết. Đây là cái đó. Mát quá ha. Nó chạy cái là xe nó chạy tới lúc
không cần, ngựa đâu mệt, không cần. Dạ. Trong này nãy giờ nó bước đều không? À, nó chạy thôi. Nó bước đều đi thôi, có cái chớn á. Giúp nó đi. Ý là gì qua nó thở có cần mua cặp bê gì cho nó uống hơn. Đúng rồi. Cỏ bồ đề mới ăn á. Cỏ bồ đề. Số phiếu trước cũng đông lắm, sao nay giờ cũng bao giờ vắng người ta. Cái này chưa đâu, chắc là cỡ 7 giờ rồi nên 7 giờ nó mới có khách không được. Tại mới đi làm việc gì. Đâu à, quá là tối mấy 9 giờ mới về. Ừ, 8-9 giờ mới về. Đúng rồi, tài xế không có gì. Đây muốn quậy nữa nè. Có cái dạo cái là chơi cái đèn phèo theo này là nó chịu, nó chịu gió không nổi, nó dễ bị lật đó. Đèn phèo heo này nè, nó mau mọc lắm, nó tán lên rất là nhanh nhưng mà nó không có ăn được dưới đất. Chết cha, đâu có hiểu như con ăn bắt kìa. Hồi năm rồi là tắt tay là nó đốt đèn dưới lên biển là tới tát luôn đó. Vậy à? Hôm nay phố cường chắc hơi eo hẹp rồi. Ừ. Giảm hết chị Vy. Chị đi á, chị đi nó lên đèn đẹp, chị sợ luôn. Mà cái có cái quảng trường cái chạy ngựa là nó trang trí hết trơn luôn á. Đặt bông quá trơn luôn, đặt này làm có mấy chỗ. Ờ. Chứ năm rồi làm 500 triệu, đợt này làm tới 100. Cách giảm mấy chi phí đó. Ơi, con ngựa nó có cái bịch tả đây nữa nè. Thiệt mà. Ừ, thả lại dọc đường có cái tả đây nè. Đúng rồi, cái này là cô vua, giống như cô lịch đâu có để cho ngựa tự nhiên. Công ty Phú Cường phải không? Tết có
du thuyền nè, xuống đây đi du thuyền ra biển. Bến du thuyền đấy hả? Đó, bến du thuyền. Mướn cái thuyền đi ra vậy. Vậy hả? À, du thuyền là phải chiếc bự đúng không anh? Phải không, chiếc này chiếc nhỏ à. Chiếc này cũng 60 người à, 60 người vậy phải không? Đó đó, chiếc đó đậu đó. À, chiếc đó đó hả? À. Ừ, nhỏ cũng có hết rồi. Ồ, nhỏ đây nè. Nó bị lỗi nha. Thật sự á, mình không có muốn xài lá. Nhưng mà điện thoại thường á, mà mình đẹp quá, điện thoại thường vô nó không có ăn hẳn. Cho nên bắt buộc mình phải xài lá. Vô điện thoại thường tự nhiên thấy mình xấu hơn ngoài nhiều. Mặt trời lặn rồi. Ủa quá ha, nãy hôm quay được cúc mặt trời mà đẹp quá ha. Điện... Ừ. Đẹp lắm, biển đẹp lắm. Biển mùa này nó im ghê chứ. Còn thấy mà. Không, mà biển mùa này nó im ha. Đó rồi, nãy mặt trời lặn nó đẹp quá. Không, mùa này biển nó im ha. Lá dữ vậy trời. Mặt lá dữ vậy. Ở khu này có nhà đây căn này nè, chị Nguyên sắp mua nè, chỉ cho mọi người. Đâu ông à, ông này không? Ông này ông lại gì đây? Mua để lại là dân dân vậy thôi. Vậy hả? Em vô mặt thấy ác. Cái nhà ông xây mấy năm rồi chưa xong nữa. Ha. Đường xong rồi. Đó căn nhà này các bạn. Này là của ổng. Bố mặt tiền luôn hả? Bố mặt tiền. Dạ, ổng mua hết luôn hả? Của ổng á. Bố mặt tiền. Của ai là? Của ông gì bỏ ổng mà... Đó mà... Cái tên nó hoài, tự nhiên cái gì vậy? Cái này là bố mặt tiền. Cái tên bình thường. Nói chung là ổng kinh doanh bất động sản luôn hả hay sao? Chắc vậy. Cái tay này chắc là... Nhà hết hồn luôn như cái biệt phủ vậy. Đội mà bắt mấy cái chỉ hoa văn thôi chắc cũng hết 3 năm. Đội này làm mấy năm hết cơ. Trời ơi, em thấy lâu lắm rồi đó. Ừ đó. Mà trước nhỏ gái em đó mà, nhỏ gái em năm nay 6 tuổi rồi. Ồ vậy hả? Vậy là hơn 6 năm rồi hả? Chắc hơn, từ 6 năm cho lên. Chưa xong nữa. Chưa xong. Nhà này mỗi lần mà trời mưa đóng cửa chắc cũng đóng cửa xong hết mưa luôn. Thì cái bộ chỉ một có một người làm ở. Một người mà trời mưa đóng cửa không cũng hết mưa khô luôn rồi. Giá này là khu phú già. Trời ơi sao giống bé bi quá vậy, nít quá vậy. Trời ơi em trở về là biết rồi, lại năm mấy tuổi. Ai chụp lấy chụp quay chụp. Ô khung hình đẹp ghê. Mẹ tính làm con không? Chắc
Tao để tao đi giành chớp với ngựa mà. Mày đắt hơn á. Nếu mà mày giành là mày đắt hơn á. Rồi tới nơi. Rồi cảm ơn nha ngựa. Với chân đó nha. Đợi đợi đợi. Cảm ơn gia đình của con. Ngựa này ngựa cái hả? Quay vô biết nói, không, không thấy không thấy không thấy súng đạn. Không thấy súng đạn rồi biết cái hả? Ủa nó đi không? Mua cho nước suối kìa cho ngựa uống. Không, nó không uống đâu. Thở kìa. Chọc gì hạnh này rồi, rồi à, cảm ơn ngựa nha, ngựa nha. Vô 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 hạnh, vô hạnh, vô hạnh, đợi vô hạnh, vô đợi ngày, đợi ngày có ngày mới rồi xuống dành chớp với ngựa. Chụp 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 không có đắng đâu. Hai người hai bên kìa. Anh xuống đây chuẩn bị ở Mỹ về Việt Nam luôn, dành chết với ngựa nha. Hỏi anh coi giờ tháo cái này ra trồng hạnh vô thử coi. Rồi giờ đi tiếp. Thế đậu đất không? Dạ dạ. Rồi mình vô mình review món bún bún quậy ở Rạch Giá nha bà con. Bún quậy kiến xay nước chấm tự pha hả? À? Nước chấm mình phải tự pha nha. Đây nè, đây nha, hãnh hãnh có cái hướng dẫn kìa. Đây cái hướng dẫn nè. Một cái lưỡi pha chung rồi chia nhỏ ra. Bước 2 nặn chanh vô. Qua muối. Muối đã lấy. Xong quậy lên. Rồi chan vô ăn. Vậy thôi đó. Đây coi chị Quyên chỉ làm nè. Chị Quyên chỉ biết. Ai chứ ăn rồi chỉ biết nè. Ba ăn đây ngon hơn thì ngon. Vậy hả chị? Anh chưa ăn nào á? Anh chưa ăn nào á? Còn ăn không bằng vậy. Vậy hả? Cái này đây pha sẵn nè. Thì chị Nguyên chỉ pha kìa, chỉ biết cách pha kìa hả? Dạ chị pha mẹ em đi. Đâu biết pha đâu. Có. Em ăn có gì ngọt á, đúng rồi đó. Chị Nguyên pha giùm anh nè kìa. Nó chỉ pha chung luôn hả chị Nguyên? Không, chị đem chanh lại nhiêu rồi, muốn lấy gì cũng lấy. Mà chị đem mấy cái này lại thôi. Cái chị ăn ít rớt vô. Để sẵn hết đây.
cũng ăn canh nhiều, bỏ vô nhiều cũng ăn. Cái đây bún ở đây tự nó làm, bún lọc ở đây thôi. Vậy hả? Bún một lọc. Chị ăn rồi á, Sài Gòn. Rồi. Em chưa ăn nào á. Rồi thì mình khoai dùng như chấm à. Này chút nữa mình chan vô mình ăn ha chị. Ăn lá mình chấm á. À mình chấm hả? Đây lần đầu tiên ăn bún quậy nha. Chế dầu mà chị chan vô chế vô tàu nữa. Hấp xong rồi ăn nha. Quậy vậy. Con Hạnh review ăn bún tô cũng vậy, xong chút xíu về thử coi. Tao bún đi về Sài Gòn lại ngon không? Ngon hả? Nước có giống nước Lào gì? Không đỏ. Đúng rồi. Cho cái đó review được. Cho cái đó review được. Nước Lào giống nước Lào vậy, nó buồn ngọt. Đi chứ thật á. Đúng không? Đúng. Bánh ngọt có giống bông ngọt hả? Nhưng bánh này là chả. Đúng ngọt luôn. Chứ ăn có lạ không? Có lạ không? Ăn được, ăn đi ba. Được hả? Cái đó thì nghe vụ bột ngọt quá. Rồi cái nước này ngon nha, nãy nó dở rồi chứ không có bột ngọt nha. Mì chính chứ không ngọt. Còn bún ở đây thì thấy sao, còn bún ở đây nó lạ á. Bún ra thì sao. Anh? Ngon. Ngon hả? Nhưng mà khi lên Sài Gòn ăn cái này là không ngon nha, Sài Gòn khó nữa. Đó vậy mới ăn được đầu á. Em cũng ăn được đầu á. Ngon hơn á. Ngon hơn á. Không, nước nó thành thành chứ không phải. Nếu ăn lên Sài Gòn có bán cái này rồi. À, các bạn, quán cà phê này rất đẹp ha. Giống như cái phi thuyền vậy đó. Đó, bây giờ mình đi vô trong. Trong đây nó có bản quyền nha, mình sẽ tắt tiếng nha. Bản quyền nhạc nha. Đây các bạn thấy không, rạch giá đứt rộng ha. Đậu xe đâu cũng được nè. Đậu thoải mái luôn. Đây có cá coi nè. Đó, gia đình mà chị Hai đang ngồi nè. Gia đình của chị Hai đang ngồi lên trong này ha. Đẹp quá ha. Này cũng đứng ở đây nè. À. Trên, gà trên ngồi cũng đẹp kìa. Muốn lên trên không? Đứng trên đi. Ở đây xong đi lên trên, rồi đi lên trên không lên được. Đó. Trên này là quá đẹp luôn.
cho nên một bàn ngồi được 2-3 người thôi. Đó, nhìn xuống đây là cái công viên ha các anh chị các bạn. Ở đây cái dòng xe nè, đó xe này đang đậu dưới á. Đó, hôm nay mình đi với gia đình của chị hai mình ha, với bạn mình nữa, đi xuống Rạch Giá chơi. Sẵn quay một số cái thước phim, sẵn quay một số cái video để up lên YouTube cho mọi người xem luôn. Đây. Bánh khọt Rạch Giá nha. Xuống đây mấy chị ăn mà xỉu luôn rồi. Rồi ăn đi. Thấy đổ rau không thấy mời à. Ăn nữa. Ăn mà xỉu luôn. Bởi vì tao là phải diet trước ốm, người ta trước về đây ăn rồi lên là chắc mai mày mập rồi đó.